đi tù nhân dân gì vậy? Dù có u mê ông Tệ đi chăng nữa cũng thấy xứng đáng. Vì ông Tệ ông có cái căn cước à, quốc tịch Việt Nam, hơi căn cước à, đi bộ vòng vòng vậy đó. Chịu không chịu cũng phải chịu nữa. Vì nếu mà ông này đi bộ hoài như vậy một mình, mà cơ quan chức năng người ta có làm gì sai đâu, thì cũng quề tiền thôi, không có làm khó gì được ông Tệ đâu, quề tiền. Phạm mãi mãi vẫn là phạm anh chị. Mình chung cái án nào không biết, nhưng mà mình là phạm, mãi mãi vẫn là phạm. Anh chị đâu có biết được cái câu chuyện này nó phức tạp như thế nào. Ngày đầu tiên mới nói với anh chị rồi, cái này nó liên quan tới chính chị, chính em, là câu chuyện này nó không phải đơn giản như vậy. Những người mà nó ngu quá anh chị đừng có nói tới nó. Cái fan thiếu muối mà anh chị bạn, fan thiếu muối và fan mê râu là nó không có biết cái này đâu. Không có biết. Hồi xưa anh chị không thấy hả? Khi mà người ta nói nghệ sĩ bị như vậy thôi, là một cái, một là mình dứt không trượt. Em không ca ngợi cho nghệ sĩ. Những người ca nghệ sĩ, cuộc sống của họ muôn màu, những điều họ làm cũng không thể nào giải thích hết được. Nhưng mà trong câu chuyện này, liệu như chúng ta có nhìn lộn một vế nào không? Chúng ta không có nói ca nghệ sĩ tốt, nhưng mà sao nó ngộ vậy? Ca nghệ sĩ cũng rất là thích làm từ thiện, ca nghệ sĩ cũng rất là thích kêu gọi cho chùa chiền, ca nghệ sĩ cũng rất là thích xây chùa chiền. Vậy thì bây giờ không ai xây chùa chiền nữa hết, thì tao sẽ xây chùa chiền. Không còn nghệ sĩ nào làm nữa hết, tao sẽ là quốc mẫu. Tao hy sinh có một chút xíu mà tụi nó đã tôn thờ tao là má nó rồi. Và tao về tao sẽ nhắc lại cho tụi nó nhớ, tao đã hy sinh vì tụi nó, tao đã đi tù vì tụi nó, cho nên tụi nó phải tôn thờ tao. Sụp luôn, đúng không? Ngồi ở dưới nghe nè, tao sẽ làm lại điều đó. Nếu tụi bay nghe lời tao, tao sẽ tiếp tục cứu nhiều người nữa. Dễ hiểu không? Và tại sao bây giờ mà người ca nghệ sĩ nào chỉ cần nói mà xây chùa thôi là bắt đầu đàn con nè kéo vô hốt nó, đừng cho nó xây, để một mình ba tao xây thôi. Má tao là má thiên hạ, ba tao sẽ là xây chùa. Tụi bay làm gì? Tụi bay thì nghe lời tao, thờ tổ tiên ông bà, rồi làm gì? Tụi bay nhớ đi chùa. Tụi bay đừng nghe lời thằng đi bộ, mà tụi bay hãy đi chùa. Và tại sao vậy? Tại sao một thằng đi bộ xuất hiện mà tụi bay lại như vậy? Cho nên tao phải chê thằng đi bộ mới được. Thằng đi bộ xấu, thằng đi bộ thế này, thằng đi bộ thế kia, để cho tụi bay thấy được là nó xạo đó. Tao sẽ kêu nó sao kê. Mà sao vậy? Sao ông đổ ra không có cái gì ở chổng vậy? Ông chỉ có vài cái kim vậy. Sao vậy? Sao không lên kêu công ty Thiên Định Tuệ của người ta sao kê vậy? Làm lẹ lẹ đi còn kịp. Vốn điều lệ mày ở đâu mày có vậy? Hả? Mày kinh doanh 100 tỷ này, ví dụ như, ở đâu mày có vậy? Ai cho mày? Hả? Lên chởn đồ, mình lên công ty người ta đồ, Gia Lai đồ, mình kéo đồ, mình căng băng rôn đồ đó, mình căng băng rôn ra. Ai cho mày mở công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ? Mày làm như vậy, mốt người ta đi Gia Lai hết, rồi đời tụi tao về đâu? Ai? Nếu không còn có những khóa tu mùa hè nữa, không còn đi học hành nữa, không còn du lan báo hiếu nữa, đời tao đi về đâu? Sao vậy? Sao tụi bay không đi chùa nữa? Sao tụi bay lại phản thay? Tụi bay lại nghe một thằng đi bộ vậy? Hả? Rồi tụi bay không nghe lời tao, tụi bay không còn đi cúng dường nữa, tụi bay không học khóa tu mùa hè nữa, thì thất thu bao nhiêu? Mà tụi bay không tham dự du lan báo hiếu nữa, để tụi bay báo hiếu là tụi bay phải cúng tiền vô, để chi biết không? Hồi hướng công đức cho cha mẹ mình. Hồi hướng cứ vô chùa nè, báo hiếu đi con. Báo hiếu là một điều rất là tốt. Con à, đi báo hiếu. Báo hiếu nó thể hiện một tấm lòng cao cả. Nghiệp con dày, nghiệp cha, nghiệp mẹ con dày lắm. Họ đã nằm xuống rồi, cách mà con giúp cho họ mau giải thoát là con cúng dường nhiều vô. Nhà con mà gần chùa, con cúng luôn cái nhà cho chùa đi, con sẽ được giải thoát con à. Du lan là một cái mùa báo hiếu. Du lan, bây giờ em thường hay nói với anh chị bạn nè, du lan là cái gì vậy? Báo hiếu quá trời tháng, quá trời năm báo hiếu. Ngày nào bà già mình cũng ngồi ở nhà không chịu báo hiếu, cứ hở một cái cắm đầu vô, bắt đầu
Du Lan chùa tổ chức khóa tu mùa hè, báo hiếu các con ơi, làm bao nhiêu tiền để dành đến Du Lan, chúng ta sẽ đi lễ Phật, chúng ta phải cúng dường Tam Bảo Phật, chúng ta phải cúng dường Tam Bảo Tăng, chúng ta phải coi thầy cần thiếu cái gì chúng ta làm cái đó, chúng ta phải làm cho cái chùa thầy bự ra, chúng ta phải làm cho thầy sáng sủa, xe của thầy dạo này yếu quá chạy không được nữa, giảng không được nữa, chúng ta phải đi chốt xe tặng cho thầy thôi. Công đức vô lượng, báo hiếu, A Di Đà Phật. Mỗi đứa mỗi tật, cái tật lớn nhất của chúng sanh tụi ta là không chịu đi bộ ở nhà đọc kinh, mà chúng ta hay chạy vô chùa, chúng ta cúng dường, với lại là phát tâm này nọ, này kia, này nọ đó anh chị bạn. Cho nên cuộc đời này chỉ có một ông đi bộ là có tội thôi, còn lại là không có tội. Đứa mà kêu tải áp về 20 ngàn, vui một ngày 50, vui một tháng, không có tội. Nhưng mà cái người đi bộ là nó có tội. Tại sao luôn luôn lại có Du Lan báo hiếu? Tại sao luôn luôn lại có khóa tu mùa hè? Mà một thằng không có bằng cấp 3 mà nó dạy con chúng ta khóa tu mùa hè. Cho nên cái xã hội này nó bị thiếu muối nhiều như vậy đó. Mà cũng thời mai đó anh chị bạn. Tuy người đi bộ này chỉ là một cư sĩ bình thường, nhưng mà không ấy được á, là ổng nói không nè, cuộc đời sao lắm á, sân si thầy tế bất chấp gian nan để tìm đường tu, ngôi chùa lòng không an, vậy nên quyết chí bồ hành, thầy quyết tâm đi tìm ánh sáng cho đời. Hay quá anh chị bạn, ánh sáng đó là có thiệt. Ngày ngày một bữa cơm thôi, thầy đi khắp chốn khắp nơi để mà qua duyên, ngoài đi xin nó ra người ta gọi là gieo duyên, đi khất thực gọi là gieo duyên. Gieo duyên là người nào hữu duyên gặp mà phát được cái tâm thiện mình, không chê người ta ăn mày, không chê người ta dơ thôi, thì người ta sẽ đem cơm ra cúng, và từ cái tấm lòng đó họ sẽ nhận được sự bình an. Cho nên tại sao Đức Phật đi 7 năm trời mà người ta hỏi vậy nè, một cái ông nhà giàu hỏi, ủa vậy là Đức Thế Tôn đi 7 năm trời không có được cái gì hết hả? Vậy thì ông Tệ cũng vậy, đi 7 năm trời được cái gì đâu, được người ta yêu thương vậy đó. Cái công ty phát tâm thiên định tuệ này, người ta đầy đủ pháp lý để người ta mở ra, người ta đã xin với cơ quan chức năng hết rồi, chứ đâu phải ngày ông Tệ ông đi là có đâu anh chị bạn.